Sĩ tình, các người trước mắt vẫn nên đem tâm tư đặt ở việc làm thế nào để bảo vệ Thiên Nguyên Động Thiên đi. Ta không có hứng thú chơi đùa với các người đâu. Ơi, hắn dùng không phải là chân thần, là nguyên khí. Đáng ghét, lại để cho hắn chạy như vậy rồi. Kết giới quang đồ. Không hay, kết giới xuất hiện chỗ hỏng rồi. Đây là muốn công phá hay sao? Lẽ nào chúng ta sắp toang rồi ư? Làm thế nào bây giờ? Yo, giận rồi sao? Nhưng thật ra cũng không thể nào thay đổi được kết cục. Chẳng qua chỉ là làm một việc, làm một vài chuyện vô ích mà thôi. Đừng vùng vẫy nữa. Đáng ghét. Đừng vùng vẫy nữa. Kết giới quang đồ. Lát rồi. Nguy rồi, kết giới quang đồ đã bị nát rồi, toang thật rồi, thật sự là rất đáng tiếc. Sau này Hỗn Nguyên Thiên sẽ chia ra 8 vực, xem ra sẽ không còn Thiên Nguyên vực nữa rồi. Không đúng, kết giới quang đồ bị phá mà ghép lại được rồi sao? Đây sao có thể chứ, đây là sức mạnh của thánh giả. Thương Nguyên, cuối cùng thì ngươi cũng xuất hiện rồi. Kia là Vạn Tổ Đại Tôn. Vạn Tổ Đại Tôn xuất hiện rồi. Trừ khi bên này là Thương Nguyên Đại Tôn cũng hiện thân rồi sao? Ây da, đã lâu rồi vẫn chưa về, láo nhiệt thật. Cái gì đó là thánh giả, đại sư huynh. Đáng ghét, toàn lực công kích hắn. Không ổn, kim tháp toàn bộ đều đã bị ngã rồi, chính là chuyện trong chớp mắt. Mấy vị tiền bối xin mời xuất hiện. Là đại tôn của 8 vực. Đóa thánh niên đó khi xuất hiện, trời đất náo nhiệt, nguyên khí tuôn ra. Hạ Tân Thánh, Hạ Tân Thánh, 8 vị đại tôn cúi đầu lại. Lễ phép nhất là Tân Thánh, đây là Hỗn Nguyên Thiên lại có thêm Tân Thánh được sinh ra. Chuyên trúc là một niên thánh giả. Một vực hai thánh đúng là khủng bố thật. Sao có thể chứ, sao lại như vậy? Chuyên trúc hắn là thánh giả rồi. Không ngờ chuyên trúc lại thăng cấp thần thánh giả cảnh rồi. Thiên phú bậc này sau này có thể được gọi là chuyên trúc đại tôn rồi. Một vực hai thánh, đây là chuyện hiếm gặp trong lịch sử của Hỗn Nguyên Thiên. Xem ra thật sự là ông trời không tuyệt Thiên Nguyên vực rồi. Cũng xem như là có chút hiệu quả, đại sư huynh bế quan nhiều năm như vậy. Không biết là kiếm được cái hồ lô lớn ở đâu, nhìn có vẻ rất là ngốc nghếch. Nhưng mà, cuối cùng rất xứng với việc giúp huynh ấy, cẩn trọng gánh vác nguyên não nhiều năm như vậy. Chắc lấy hồ lô của Gala. Vị kia chính là nguyên trúc. Tốt quá rồi, thì ra là chuyên trúc nguyên não. Thiên nguyên vực của chúng ta được cứu rồi. Thì gia vị đó chính là đại sư huynh của mình. Mặc dù đại sư huynh vừa mới nhập thánh cảnh giả, nếu so với Vạn Tổ Đại Tôn thì vẫn còn có khoảng cách. Nhưng có sự tọa chấn của huynh ấy, tất cả của Thiên Nguyên vực sẽ khác đi. Vạn Tổ Đại Tôn thân là thánh giả, lại nỡ chịu ấm mức đến đối phó với Thiên Nguyên vực không có đại tôn tọa chấn. Đúng là cực kỳ xem trọng Thiên Nguyên vực của ta rồi. Chuyên trúc đại tôn, có lẽ ngươi biết mục đích của ta. Hơn nữa có một vài việc, Thương Nguyên không chỉ cho ta, cũng cần phải giải thích rõ ràng với những đại tôn khác. Nếu như muốn sư tôn của ta giải thích, ngươi đi thiên ngoại thiên tìm ông ấy là được, sao phải đến Thiên Nguyên vực gây phiền phức làm gì?